Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 18 tháng 2 2022, kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá thanh long tại Miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa bà con, tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam những ngày vừa qua thì lại tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình xuất khẩu tại cửa khẩu Trung Quốc hả bà con ha. Thì riêng tại Lạng Sơn thì từ ngày 16 cho tới ngày 25 tháng 2 là sẽ không tiếp nhận thêm phương tiện chở hoa quả tươi đổ về địa bàn này. Còn ở những cửa khẩu khác thì hiện vẫn đang hoạt động. Tuy nhiên hoạt động nhưng mà lượng xe thì vẫn đang ùn ứ, cho nên để mà làm được thủ tục thông quan qua các cửa khẩu này cũng phải mất nhiều thời gian ha bà con ha. Đó thì hiện nay thì hàng nông sản vẫn đi được nhưng mà là đi chậm do chính sách kiểm soát Covid của phía Trung Quốc rất là nghiêm ngặt. Đó là họ sẽ truy quét F0 ra khỏi cộng đồng, cho nên là ngay cả trên hàng hóa họ cũng sẽ kiểm tra virus SARS-CoV-2. Bà con lưu ý vấn đề này ha. Đây là cái tình trạng đã được diễn ra trước Tết rồi và đã gây ra cái việc là ảnh hưởng về giá rất là nghiêm trọng đối với nông sản Việt Nam. Thì hiện tại thì giá các loại nông sản cũng đã xuống thấp, mấy ngày hôm nay thì ổn định ở mức thấp đó bà con. Đó cho nên là kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục đồng hành để đưa giá đến cho bà con tham khảo. Thì hôm nay thanh long ở miền Tây thì thanh long loại 1 là từ 8-11 ngàn, loại 2 từ 5-7 ngàn, loại 3 từ 2-4 ngàn, thanh long ruột trắng thì mua xô từ 2-4 ngàn. Ở Bình Thuận thì thanh long ruột trắng bò đẹp là 6.000, 5.000 và 4.000, bò sàng là 3.000, 2.000 và 1.000. Mua xô thì là từ 2-4.000 đồng, còn thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa là từ 10-12.000 đồng. Đó thì giá ngày hôm nay là như vậy. Tuy nhiên bà con lưu ý là do là chúng ta bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu, nhưng mà chúng ta vẫn còn thị trường nội địa nữa. Và dĩ nhiên là xuất khẩu thì hiện nay vẫn đang đi được, nhưng bà con chỉ là bị chậm thôi. Đó thì giá nó bị ảnh hưởng, nhưng mà chỗ nào mà hàng đi được, đi tốt thì nó sẽ chênh lệch về hướng cao hơn. Đó cho nên là bà con hiểu dùm kênh Nhà Nông Miền Tây là giá này là giá chung, giá mặt bằng chung của một cái khu vực luôn ha bà con ha. Còn mỗi một cái địa phương riêng lẻ thì nếu mà hàng đi tốt và hàng đẹp đó thì là chắc chắn là giá sẽ được. Đó, bà con lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.